Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ. Giờ này khác này, một tống uyển thanh xuất thân tiểu thư khuê các nhìn thấy chồng mình máu me khắp người nằm dưới đất thì sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trần chọn hét lên thất thanh. Bước lùi về sau, Lục Minh nghiến răng nghiến lợi nói, là tôi. Lục Minh đây, thiếu gia Diệp Trần bấy giờ mới bổ nhau tới. Đặt một tay lên vết thương của anh ta. Khóc như trời sập, thiếu gia sao rồi? sao lại thế này có phải anh sắp chết rồi không anh bỏ tay cô ra mau gọi bác sĩ đi lục minh nổi quạo giá như có thể đập cô ta một phát chết luôn chắc chắn là anh ta bị ấm đầu nên mới chạy đến cái nhà này vào thời khắc mấu chốt như hiện tại vốn anh ta chỉ đi ngang qua sau đó thấy căn phòng này vẫn còn sáng đèn thoáng nghĩ đến cô ta Tuy không có thiện cảm gì với người con gái này nhưng lúc hồi tưởng lại khuôn mặt của đối phương. Chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Thế nhưng, giây phút này, anh ta thực sự thấy hối hận. Anh ta nghĩ, nói không chừng mình không chết dưới họng súng kẻ thù mà lại rất có khả năng sẽ chết trong tay người nhà. Diệp Trần thấy Lục Minh Nhe răng trợn mắt nhìn mình. Cuối cùng cũng thấy hả lòng hà giả. Lúc bỏ chạy anh ta đá cô một cước cô vẫn luôn ghim trong lòng. Giờ rốt cuộc cũng đã báo được đại thù rồi. Diệp Trần bỏ tay ra. Nôn nóng bảo, anh chờ chút. Em đi gọi người ngay đây. Nói xong liền chạy đi. Lục Minh được ra một lúc mới nghĩ ra. Không đúng, ít nhất cô cũng phải dìu tôi lên giường cái đã chứ. Lục Minh nằm dưới nền nhà lạnh ngắt một lúc mới sực ngớ ra. Anh ta bị thương ở vai chưa có gãy chân vỡ đầu đâu anh ta vẫn có thể tự mình leo lên giường được vậy là lục minh tự lực chiến đấu bỏ lên trên giường sau khi gọi điện cho bác sĩ riêng tới diệp trần gọi bọn nha hoàn đi theo vừa bước vào phòng liền thấy lục minh vác cả người dính máu nằm lên giường mình thì tức điên nhưng cô phải nhịn không đánh chết anh ta nặn ra một khuôn mặt đau thương nóng ruột hỏi anh sao vậy sao có thể bị người ta đánh ra nông nỗi này chứ anh báo cảnh sát chưa? Ai làm anh bị thương? Chúng ta mau báo cảnh sát bắt hắn thôi. Lục Minh bị Diệp Trần hỏi váng cả đầu. Mất máu nằm trên giường thở. Diệp Trần giả vờ giả vịt chấm nước mắt. Anh không sao chứ? Hay là em đưa anh đi bệnh viện nhé? Không cần. Lục Minh thều thào dặn từng chữ. Không cần thiết. Anh ta vừa mới mua một viên thuốc cứu mạng ở chỗ 666. Không chết nổi đâu. Lúc ở ngoài hành lang. Diệp Trần cũng mua một viên thuốc cứu mạng ở chỗ 38. Thấy Lục Minh yếu như thế, bèn hòa thuốc vào trong nước cho Lục Minh uống. Uống xong, Lục Minh lập tức cảm thấy tình trạng cơ thể tốt lên nhiều. Anh ta khen 666, thuốc của cô tốt đấy. 666 đang xem đồ định mua một chiếc mũ quả dưa mới. Mặt dại ra, hai người nhìn nhau câm nín. Ít phút sau, bác sĩ tới. Bác sĩ không ngừng khuyên Lục Minh đi bệnh viện nhưng Lục Minh nhất mực không chịu. Bác sĩ đành chịu, gắp viên đạn ra cho Lục Minh ngay tại đây. Viên đạn ghim không sâu nhưng trong quá trình lấy vẫn mất rất nhiều máu. Mọi người ở trong phòng choáng váng trước cảnh máu me. Diệp Trần thấy hai đứa nha hoàn sợ. Giờ này cũng không tiện bảo hướng nam tới chăm. Bèn bảo hai người họ đi ngủ. Lục Minh nửa tỉnh nửa mê. Cô ở bên chăm nom lau máu trên người anh ta thay quần áo sạch thấy người nằm trên giường cau mày nhịn không được bèn kéo căng hai bên má của anh ta khe khẽ dọa này thì không ngoan không ngoan nên mới có kết cục vậy đó lục minh nhíu nhíu mày diệp trần giật mình vội bỏ tay ra kết quả đối phương nhíu mày xong lại cười ngu ngơ chẳng biết là mơ thấy gì giấc mơ của lục minh rất đơn giản anh ta nằm mơ thấy mình là thái tử có một thái tử phi. Mùa đông, già thái tử phi bị nứt nẻ. Anh ta rửa chân cho nàng ấy. Ôm bàn chân trong lòng. Khi ấy, ánh mắt nàng dịu dàng lắm. Đôi môi cũng ẩn hiện ý cười. Anh ta cứ mải miết ngắm rồi bất giác cũng cười theo. Diệp Trần nhìn thấy nụ cười này lại thấy nhớ tần chiêu. Cô thở dài, quan hệ giữa mình và lục minh kiếp này. ắt hẳn là vì trả mối nợ kiếp trước. Nghĩ vậy. Diệp Trần không làm khó anh ta nữa. Dọn dẹp một chút rồi ra sofa ở bên nằm ngủ. Lục Minh ngủ đến nửa đêm thì rên gì đòi uống nước. Diệp Trần thức giấc, phát hiện anh ta bị sốt cao bèn mua thuốc từ hệ thống của ba tám cho anh ta uống. Sau đó thì không ngủ lại nổi nữa. Cứ cách một lúc lại đứng dậy kiểm tra thử nhiệt kế một lần. Đổi một cái khăn ướt mới. Cứ như vậy tới lúc trời sáng. Lục Minh hạ sốt anh ta vừa mở mắt liền thấy Diệp Trần ghé đầu ở đầu giường. Mắt cô thâm quầng, rõ ràng đêm qua không được ngon giấc, nắng chiếu lên da tôn lên nước da trắng ngẩn như ngọc. Cô mặc váy ngủ kiểu tây bằng lụa trơn, bên trong là váy ngắn viền ren, bên ngoài mặc áo khoác, trông vừa nhã nhẵn lại vừa gợi cảm. Trước đây, mỗi lần gặp mặt, cô đều mặc kiểu váy truyền thống từ đầu tới chân vì chịu ảnh hưởng của bản thể nên trong thâm tâm lục minh có cảm giác khó chịu với loại trang phục này có cảm tưởng nó là một thứ thuộc về một kiểu văn hóa khác một thời đại khác một kiểu gông xiềng giờ cô thay đổi lối phục sức trong lòng anh ta ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn thấy cô phải ghé vào đầu giường ngủ suốt đêm như vậy bất giác trong lòng có chút ấm áp thoáng qua diệp trần mơ màng hình như nghe thấy có tiếng động bèn giật mình dậy lục minh ngồi ở đầu giường đang lẳng lặng nhìn cô diệp trần mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn cho tới khi lục minh lên tiếng áo ngủ đẹp lắm diệp trần ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu diệp trần chính là đồ háo sắc nhưng sau đó cô lại nghĩ lục minh không phải là người dễ dàng bị sắc đẹp lay động nên đoán rằng lục minh đang muốn lấy lòng mình dù sao hiện giờ anh ta phải dựa vào cô không lấy lòng một chút cô bỏ mặc cho chết thì sao nghĩ vậy diệp trần thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều cô cúi đầu ra vẻ thẹn thùng không nói tiếng nào thấy cô như vậy lục minh lập tức cụt hứng không còn chút hứng thú nào nữa nhưng rồi lại nghĩ giờ cô ta đang giúp mình không thể quá tuyệt tình bèn tìm đề tài để nói nghĩ sao mà lại mua kiểu váy này vậy tôi nhớ trước đây kiểu cô thích đâu phải thế này diệp trần đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này từ lâu làm bộ như tủi thân vô cùng cúi đầu lý nhí đáp em biết thiếu gia không thích em mặc loại đồ kia em muốn thiếu gia thích em muốn làm một người phụ nữ mà thiếu gia thích lục minh nhíu nhíu mày nói quả quyết tôi thích một người phụ nữ độc lập một chút diệp trần lập tức ngẩng đầu vội vàng chứng tỏ em rất độc lập em có thể tự mình làm rất nhiều chuyện lục minh thở dài biết đối phương không hiểu ý mình anh ta cũng chẳng biết hôm nay mình bị làm sao nữa. Có lẽ là vì cô ta đã chăm mình cả đêm nên mới thấy cảm kích. Lục Minh nói, Tống Tiểu Thư, cô nên biết là, từ độc lập này, phần nhiều là chỉ sự độc lập trong tính cách và nội tâm. Cô thích mặc gì thì mặc đó, muốn trở thành một người như thế nào thì cứ trở thành một người như thế đó. Tôi muốn làm ông trùm của bến Thượng Hải, ý Lục Thiếu ra thấy sao? Diệp Trần ngầm xiên sỏ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố tình tỏ ra ngơ ngác. Tống tiểu thư, Lục Minh nghiêm túc nói với cô. Cô không có ước mơ gì sao? Ví dụ như muốn trở thành một người như thế nào chẳng hạn. Có, đã từng có, Diệp Trần quyết định phải đùa Lục Minh một chút. Bèn tỏ ra ngượng ngùng nói. Hồi còn rất nhỏ đã từng có nhưng mẹ nói con gái không nên nghĩ như vậy. Nghe cô nói vậy lục minh liền cho rằng người phụ nữ này vẫn còn cứu được loại người xuất thân từ gia đình phong kiến thế này thứ mẹ cô ta thấy không nên chắc chắn là thứ lục minh này thấy nên thế là anh ta bèn cổ vũ cô nói ra đi ước mơ vẫn thường hay vấp phải những ý kiến trái chiều như vậy cô nói tôi nghe thử đi em trước kia em diệp trần cúi đầu mặt đỏ như gấc chín ngượng ngùng lý nhí nói trước kia em muốn làm ông chùm của bến thượng hải lục minh quả thực có chút không ổn vì đây cũng là suy nghĩ của anh ta thấy lục minh im lặng diệp trần ngẩng đầu lên cuống quýt hỏi em em nói sai rồi ư không lục minh sợ làm diệp trần lo lắng bèn cố gắng gượng cười rất tốt có điều tại sao cô lại có suy nghĩ này thì là em cảm thấy trở thành lão đại của bến thượng hải mắt diệp trần người sáng nhất định là cực kỳ uy phong muốn đánh ai thì đánh muốn mắng ai thì mắng ai bắt nạt em em sẽ đánh chết hắn giống như cha em hay đánh mẹ em muốn làm ông chùm của bến thượng hải nếu chồng em dám đánh em em sẽ đánh chết hắn lục minh chồng cô đang ngồi ngay đây đây diệp trần nói rất hào hứng nói xong lại cúi đầu len lén nhìn lục minh một cái như một con thú nhỏ vô cùng bất an phẩy chấm phẩy chấm thực ra những lời diệp trần vừa nói đều là xuất phát từ chính nội tâm của cô cô thực sự nghĩ anh dám đánh tôi tôi đánh chết anh anh dám phản bội tôi tôi cho anh tèo luôn lời này làm lục minh cảm thấy đôi phần bất an anh ta thực sự cũng không hiểu cảm giác bất an này ở đâu mà ra chỉ có thể cố sức mỉm cười đáp lời, hồi nhỏ cô thật là hoạt bát. Diệp Trần gật đầu, dáng vẻ rất rụt rè. Lục Minh ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhận ra một vấn đề, cha cô đánh mẹ cô à? Theo trí nhớ có được thì đúng là như vậy. Diệp Trần gật đầu, Lục Minh nhìn Diệp Trần, bỗng dưng cảm thấy người này cũng không đến nỗi đáng ghét. Trong lòng anh ta thấy chút thương thương, bất giác đưa tay lên xoa đầu cô cô yên tâm anh ta nở nụ cười một nụ cười tỏa nắng tôi sẽ không đánh cô đâu diệp trần ngẩng đầu nhìn anh ta nụ cười rạng rỡ của người thanh niên sáng ngời trước mắt trong đầu của chó háo sắc diệp trần chỉ có duy nhất một suy nghĩ thật là đẹp quá đi bất kể là làm gì cô đều sẽ tha thứ cho anh ta nhìn thấy ánh mắt mê say của diệp trần lục minh bất giác đưa tay lên sờ mặt mình cảnh tượng này dường như có đôi chút quen thuộc diệp trần nhận ra mình nhìn người ta quá trắng trợn bèn cúi đầu ngượng ngùng bảo em đi mang bữa sáng tới cho thiếu gia vì cần phải dưỡng thương nên lục minh ở lại chỗ diệp trần ngày ngày diệp trần vòng vo thăm dò lục minh hòng moi ra nguyên nhân nào khiến anh ta cứu trần song song nhưng lục minh giữ miệng kín như bưng chuyện này là trở ngại rất lớn trên con đường sưng bá bến thượng hải của diệp trần Hồng xanh muốn mạng của Trần Song Song. Nếu ông ta biết Trần Song Song đang nằm trong tay Lục Minh thì nhất định ông ta sẽ xử cả Lục Minh. Đến lúc đó, có lẽ cô sẽ phải trở mặt với Hồng Xanh. Nhưng cô không muốn trở mặt với ông ta. Một ông trùm dịu dàng, ân cần, hòa ái, dễ gần như vậy đúng là hiếm có khó tìm. Diệp Trần nghĩ, cô nhất định phải nghĩ cách làm rõ nguyên nhân Trần Song Song ở lại lục phủ rồi tống cổ cô ta đi mới được đợi tới lúc Lục Minh bình phục vết thương, quay về nhà, Diệp Trần chủ động ngỏ lời theo anh ta về. Lục Minh đắn đo dây lát, thấy Diệp Trần nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng, nhất thời cảm thấy không nỡ ở chỗ này mấy hôm. Được Diệp Trần chăm cho ăn ngon ngủ tốt, khó tránh này sinh lòng cảm kích và cảm giác ai nấy. Cho dù vẫn ghét tính cách tàn dư phong kiến cố hữu của Diệp Trần, nhưng nhờ được tiếp xúc với một mặt nội tâm nghịch ngợm hoạt bát của cô mà lục minh đã có những ấn tượng mới vậy nên anh ta không từ chối ngay mà hỏi ngược lại vì sao diệp trần không thực lòng muốn tới đó ở hẳn nên vội vàng giơ tay thề thốt chẳng qua em chỉ lo cho anh thôi tới đó ở hai ngày hai ngày sau em sẽ đi ngay lục minh mím môi cuối cùng nói thôi được vậy là diệp trần đi theo lục minh về nhà họ lục hai người vừa về tới nhà Trần Song Song liền khóc sứt mướt chạy ra, ùa về phía Lục Minh. Diệp Trần nhanh tay, giả bộ như vướng chân, ngã nhào vào lòng Lục Minh trước, tay Lục Minh mắc đỡ Diệp Trần, tất nhiên không còn tay rảnh để ôm Trần Song Song nữa. Trần Song Song sững người, nhanh trí thay đổi tư thế, tựa đầu lên đầu vai Lục Minh, sụt sùi hỏi, "Sao giờ anh mới về? Em sợ muốn chết." Lục Minh cứng người, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy trột giả. Diệp Trần thầm cười khẩy trong lòng. Cô đã nhận ra phản ứng của Lục Minh rồi. Thật muốn nói cho anh ta biết. Trột giả là phải đấy. Lục Minh âm thầm né người Trần song song đi. Trần song song tỏ vẻ ngỡ ngàng. Diệp Trần ôi, lên một tiếng. Lục Minh vội hỏi ngay, sao vậy? Trần của em, không cử động được. Diệp Trần bối rối cúi đầu, xin lỗi. Xin lỗi, em thật là vô dụng vô dụng gì chứ lục minh thở dài lực chú ý dồn hết vào diệp trần anh ta ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân cho cô đến lúc đó diệp trần mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trần song song hai người phụ nữ nhìn nhau trong giây lát là có thể hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì hay lắm cùng đấu ba tám vỗ tay bẹt bẹt trong đầu diệp trần diệp trần trợn trừng mắt anh làm tôi thấy mình lâu quá thể sao lại thế tôi đấu tranh là vì thắng lợi cuối cùng của nhiệm vụ không phải vì một người đàn ông điểm này anh phải nhớ kỹ diệp trần sợ ba tám áp các tình tiết trong phim cung đấu lên người mình nên phải đính chính ngay tôi chỉ là muốn làm rõ mục đích của trần song song mà thôi nếu thấy không ổn thì bất chấp bất kể giá nào cũng phải cách ly cô ta và lục minh hiểu hiểu ba tám ngồi ăn hạt điều cô không hề có ý gì với lục minh hết cả Diệp Trần lặng thinh mất một lúc rồi mới bối rối nói: thực ra là có một chút. Cái gì? Bà Tám ngơ ngác. Diệp Trần nhắc lại: có một chút ý. Bà Tám, anh ta chỉ thuận miệng nói nhảm thôi mà. Nhưng mà Diệp Trần nghiêm mặt: tính tôi không thích giành xương với chó. Anh ta nếu có ý với tôi thì tự đi xử lý gọn gàng chuyện của mình trước đi. Nếu không cũng chẳng khác gì không có ý với tôi. Nếu anh ta không có ý với tôi tôi cũng đâu phải không có anh ta thì không được. Vâng vâng vâng, ba tám không muốn tán gẫu chủ đề này với Diệp Trần. Đáp qua loa cho có. Hồng gia có vẻ tốt đấy. Cô có thể tìm Hồng gia. Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu, phải. Rất tốt, trong lúc một người, một hệ thống trò chuyện. Lục Minh kiểm tra chân cho Diệp Trần. Xác nhận không có vấn đề gì bèn đứng thẳng dậy, chắc có lẽ là cô bỗng nhiên bị chuột rút thôi không có vấn đề gì lớn. giờ đã đi được chưa? được rồi. giọng Diệp Trần nói bé như tiếng mũi kêu, đầu cúi gằm, tay vò vò khan. thấy Diệp Trần như vậy, Lục Minh cũng chẳng biết mình rốt cuộc cảm thấy thế nào nữa. một mặt thấy người phụ nữ này vô lý, một mặt lại cảm thấy cô ta đáng thương, lại còn thấy áy náy nữa. anh ta thấy cô quay người sang hướng khác, tập tĩnh đi vào nhà trông có vẻ ấm ức tới cùng cực nhưng lại vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường. Lục Minh thở dài, đuổi theo, bế ngang cô lên, Diệp Trần giả vờ như không biết anh ta đang tới gần. Bất ngờ bị ôm ngang thì giật mình hét á lên một tiếng. "Tôi đưa cô vào." Giọng Lục Minh lạnh nhạt như thường. Diệp Trần thì sốt sắng hỏi, "Vết thương của anh?" "Không sao." Lục Minh bế cô đi vào nhà. Diệp Trần thẹn thùng cúi đầu, thầm Vỗ tay khen Lục Minh trong lòng. Tới thế giới này biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cô cũng được thấy chút dáng vẻ ra dáng con người của Lục Minh. Trần Song Song nhìn hai người đi mất hút, đứng ngẩn cả buổi mới giật mình ngớ ra. "Ôi, không đúng, cô ta ở đây làm gì?" Lục Minh ôm Diệp Trần về phòng, thả cô xuống, định cởi hài kiểm tra chân cho cô. Diệp Trần vội vàng rụt chân lại, "Đừng, đừng tháo, không sao đâu." tôi chỉ muốn xem thử xem thế nào thôi mà lục minh giữ cổ chân phải cởi hài của cô bất giác có cảm tưởng mình đã từng làm động tác này trong lòng cũng hơi hơi ngọt ngào diệp trần hoảng hốt cô không muốn để lộ chuyện thực ra mình không bó chân sớm như vậy bèn ra sức dậy không cần đâu thực sự không cần đâu lục minh hiểu rõ tầm quan trọng của đôi chân với người phụ nữ phong kiến như diệp trần nhưng anh ta không thể chấp nhận được chuyện như vậy anh ta rất muốn nói cho tống uyển thanh biết thực ra chân không phải là bộ phận sinh dục thứ hai cô nên giải phóng đôi chân mình giải phóng cuộc đời mình vậy nên lục minh vẫn giữ cổ chân cô cẩn thận không đụng vào mắt cá chân ôn tồn nói cô đừng sợ thực ra xã hội hiện nay rất nhiều phụ nữ đều thích để lộ chân giống như khi đi giày cao gót vậy chân không phải là bộ phận không thể để người khác nhìn thấy đừng làm vậy có được không cô vừa sợ vừa ngượng lục minh lại càng nhất quyết phải cởi hài của cô ra anh ta cười tuy cô bó chân nhưng trông cũng không nhỏ dị dạng gì bỏ ra sẽ đẹp hơn nhiều đúng không nói xong lục minh liền đòi cởi hài diệp trần ra sức co chân về hai người co kéo với nhau thấy hài sắp bị người ta cởi ra mất diệp trần hoảng quá đạp một phát lỡ chân đạp hơi mạnh một chút Lục Minh bất ngờ không kịp phòng bị. Bị đạp ngã lăn quay. Cái tay vừa mới đặt lên giày chân bên kia liền thuận đà kéo luôn giày đi. Một cú đá. Hai người sững sờ. Diệp Trần cuống quyết giấu chân vào váy. Lục Minh cầm hài. Người ngớ ra. Vừa rồi Tống Uyển Thanh làm gì vậy? Cô ấy đạp mình ư? Một cô gái yếu đuối như vậy không ngờ lại đạp anh ta ngã lăn quay. Trong lòng Lục Minh ngũ vị tạp trần anh ta bỗng nhận ra, hóa ra Tống Uyển Thanh cũng là một cao thủ, bất kể đã từng học võ hay chưa, có thể đạp một cú làm anh ta ngã lăn quay như vậy, nhất định là sức lực phi phàm. Diệp Trần co gối ôm đùi ngồi trên giường, trông có vẻ vô cùng hoảng hốt. Lục Minh ngẩng đầu nhìn cô, thở dài một hơi, có lẽ bản thân đã quá nóng vội. Anh ta đứng dậy, bỏ hài xuống trước mặt cô quay lại vẻ lạnh nhạt bình thường tại tôi quá nôn nóng hẳn là cô cũng có suy nghĩ của riêng mình không thể thay đổi trong một sớm một chiều được cô thấy thế này thoải mái thì cứ tiếp tục vậy đi nói xong anh ta liền bỏ đi luôn đợi anh ta đi xa hẳn diệp trần mới dám thở phào nhẹ nhõm nhà hoàn lưu thư chạy vào thì thầm với cô thiếu phu nhân hướng nam mới nhắn hồng ra gọi điện cho cô muốn mời cô một bữa cơm. Không đi, Diệp Trần phẩy tay. Dặn Lưu Thư, nói với Hồng ra. Không có chuyện gì thì đừng tìm tôi. Tôi bận lắm, Hồng Xanh đang ngồi chơi đùa với rùa. Nghe Trương Hỷ chuyển lại lời nhắn của Diệp Trần thì ngẩn ra. Sờ sờ thử căm mình. Nghiêm túc hỏi Trương Hỷ, có phải ta già rồi không? Đâu có, Trương Hỷ cười tươi, già mới có 34. Đương độ tuổi vàng, sao có thể già được? Hay là trông ta có vẻ già? Không hề, Trương Hỷ nhìn Hồng Xanh một hồi. Già trông chỉ như mới 27, hăm 28 hăm thôi. Nói ra là sinh viên khéo cũng có người tin. Thế thì, Hồng Xanh nhíu mày. Sao không thấy con gái thích nữa nhỉ? Ta nhớ hồi trước đàn bà con gái còn tranh nhau hẹn dùng cơm với ta kia mà. Trương Hỷ cứng miệng, không biết phải đáp lại thế nào. Nghĩ một hồi. Trương Hỷ nói, thế hay là tôi phái người bắt Diệp Tiểu Thư tới nhé? Bắt tới, Hồng Xanh bật cười, ông bắt được cô ấy à? Trương Hỷ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hồng Xanh thả rùa vào lại trong tổ của nó. Cầm khăn tay người hầu đưa. Cẩn thận lau thật sạch sẽ, hơn nữa. Ông cũng đâu biết đi đâu bắt người đâu. Ông có biết cô ấy là ai? Nhà ở đâu? Điều kiện thế nào không? Trương Hỷ ngớ người, liên tục lắc đầu. Hồng xanh gật đầu, đúng vậy. Đi điều tra trước đi đã. Nói xong, mắt hồng xanh lạnh đi ta thấy hơi không vui rồi đấy. Trong lúc Trương Hì đi khắp nơi dò la về Diệp Trần thì Diệp Trần đang cùng ngồi dùng bữa cơm chiều với Lục Tam gia. Lục Minh và Trần song song ngồi ăn chung với nhau trong phòng. Diệp Trần cho người đi mời Lục Minh. Người hầu quay về báo thiếu gia nói Trần Tiểu Thư bị kinh hãi. Giờ không gặp người khác được. Thiếu gia sẽ dùng bữa cùng Trần tiểu thư, mợ cứ ăn trước đi." Láo toét, Lục Tam gia nổi giận đứng bật dậy, Sách quải trượng định xông tới phòng Trần song song. Nóng nảy mắng, Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. "Cha, cha ngồi xuống trước đã." Diệp Trần vội vàng đứng dậy dìu Lục Tam gia ngồi xuống rồi hòa nhã bảo, "Chúng ta cứ ăn trước. Xong con sẽ đi xem xem sao." "Cha cứ nghỉ ngơi đi ạ." À? Nói xong, diệp trần gọi người mang thuốc hạ huyết áp của lục tam ra tới cùng dùng bữa với ông rồi đưa ông về phòng xong xuôi mới đi tìm lục minh lục minh nói là cùng ăn cơm với trần song song nhưng thực ra trong lòng anh ta cũng rất khó chịu dẫu vậy lục minh vẫn làm bộ dịu dàng ngọt ngào nói nói cười cười với trần song song dựa theo nội dung thế giới anh ta biết trong vòng hai tháng nữa Trần Song Song sẽ nói ra tung tích của giáp cốt cho Lục Minh biết. Vì yêu quá si mê nên mới dùng giáp cốt để lấy lòng anh ta. Trần Song Song là người thích mềm không thích cứng. Trần ra nhà cô ta có rất nhiều văn vật. Đã từng có người dùng cực hình hỏng ép cô nôn văn vật ra nhưng Trần Song Song đã dặn trước với thuộc hạ là hễ cô không dùng ám hiệu liên lạc với họ thì mỗi ngày đập một món văn vật cho nên. Trần Song Song là kiểu người phụ nữ không gì không dám làm cách tốt nhất ổn thỏa nhất để có được giáp cốt mà phải trả giá ít nhất chính là dỗ dành trần song song nếu dùng hình với trần song song sợ nhất là cô ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiêu hủy chúng trần song song không hề nhận ra ý đồ của lục minh cứ tưởng rằng người này vẫn là người thầy giáo trên giảng đường đại học hết lòng hết dạ quan tâm mình tình cảm thơ ngây đơn thuần thậm chí có thể nói là ngu ngốc trước kia cô chẳng thèm ngó tới nhưng sau khi trải qua thảm kịch cả nhà bị sát hại cô ta bỗng cảm thấy tình cảm đơn thuần ấm áp lương thiện như thế mới thực là chân quý cho dù biết người này là một nhân vật nguy hiểm nhưng trần song song vẫn cảm thấy ấm lòng cảm thấy tín nhiệm hai người họ một người diễn một người tin ở bên nhau rất hòa hợp lúc diệp trần bước vào phòng lục minh đang đốt cơm cho trần song song tình trạng ý thiếp tâm tình diệp trần lúc đó là đã đi qua quá nhiều thế giới từ lâu cô đã không còn cảm giác cố chấp vì đó là nhân vật phản diện mà phải thích anh ta nữa giống như tần chiêu vậy nếu người đó là người trong lòng mình thì tình cảm sẽ tự nhiên đến không phải vì anh ta là một người nào đó mà có thể thích được thích thì rồi tất nhiên sẽ thích không thích tất nhiên vẫn là không thích vậy nên nhìn thấy lục minh đút cơm cho trần song song diệp trần quyết định tích cho anh ta một dấu ích tuy đã tích dấu ích nhưng chuyện trần song song vẫn cứ phải giải quyết cô dè chừng đi vào phòng nói với lục minh không biết hai người đã ăn xong chưa thấy diệp trần tới trần song song liền tỏ vẻ hoảng sợ rúc vào trong lòng lục minh diệp trần tỏ vẻ buồn nhưng vẫn giữ im lặng cúi đầu nói khẽ thiếu gia liệu em có thể nói với thiếu gia mấy câu không lục minh thấy diệp trần như vậy thì không khỏi cảm thấy thương trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ở chung anh ta cảm thấy cô gái này giống như một con thú nhỏ tuy tư tưởng hơi bảo thủ cố chấp có cái vẻ khúm núm khiến người khác nhìn thấy phiền nhưng cũng đáng yêu đến lạ giờ cô ấy đứng im lặng tủi thân không nói một lời như vậy ai nhìn vào cũng sẽ thấy xót thay lục minh bèn bỏ bát đũa xuống định đứng lên ra ngoài nhưng trần song song lại bỗng ôi một tiếng chồng có vẻ vô cùng đau khổ ra sức giữ lục minh lại mắt ngân ngấn lệ thầy lục thầy đừng đi lục minh giỏi diễn thật đấy nếu không phải muốn lấy lòng cô ta lục minh thật muốn sổ ra một câu cô gái à ban nãy cô còn đang rất khỏe mạnh mà sao bỗng dưng lại mắc bệnh tâm thần thế nhưng anh ta không thể làm vậy được thậm chí còn phải tỏ ra lo lắng song song em sao vậy diệp trần cũng muốn phát bệnh lắm nhưng không thể thay đổi hình tượng nhân vật được nên đành cố sức nặn ra một vẻ mặt quan tâm vội bước lại gần nóng ruột hỏi trần tiểu thư làm sao vậy hay để em gọi điện thoại cho bác sĩ tới cút ngay trần song song xô diệp trần diệp trần liền thuận theo đà xô của cô ta ngã xuống nền nhà trần song song giả điên người xấu cô là người xấu muốn giết cả nhà tôi diệp trần giật thột cô ta biết rồi à nhưng mà giây tiếp theo diệp trần liền trông thấy trần song song nhào vào lòng lục minh run rẩy nói người xấu toàn là người xấu thầy ơi em sợ lắm lục minh thật muốn bóp cổ cô ả à này diệp trần bị xô ngã xuống đất khiến anh ta nóng này anh ta cố gắng tỏ ra bình thường tách người trần song song ra ôn tồn nói đừng sợ em bình tĩnh một chút được chứ nói xong lục minh liền quay đầu đánh mắt với đứa nha hoàn đứng cạnh còn không mau đỡ thiếu phu nhân dậy mau đi gọi bác sĩ đi đứng đần ra đó làm gì bọn nha hoàn vội vàng đỡ diệp trần dậy lục minh nhìn cô một cái ôn tồn nói lát nữa tôi sẽ đến gặp cô cô về trước đi diệp trần khe khẽ vâng một tiếng lục minh thở phào nhẹ nhõm chờ mọi người đi ra ngoài hết lục minh kéo tay trần song song đang rưng rưng nước mắt dịu dàng nói song song em yên tâm anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em anh nghe nói có một liệu pháp trị liệu dùng điện giật rất hiệu quả em đừng lo mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện trần song song đờ người lục minh vỗ nhẹ lên tay cô ta nói tiếp anh còn chút công chuyện làm ăn tối đến thăm em sau nhé được chứ trần song song im lặng ngoan ngoãn gật đầu có vẻ như đã khỏe hơn nhiều lục minh rời khỏi đó liền đi tìm diệp trần diệp trần đang ngồi cắn hạt dưa với ba tám nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa liền vội vàng bảo ba tám mua cho mình một lọ thuốc giả khóc xịt mấy cái nước mắt liền chảy ra giàn rủa diệp trần úp người xuống mặt bàn giả vờ khóc nức nở ba tám phải vỗ tay khâm phục trình độ diễn xuất quá đỉnh cao hay quá hay lục minh đi tới cửa nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng người khóc trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng chính anh ta cũng không thể nói rõ được tình cảm mình dành cho tống uyển thanh là gì vốn chỉ một mực muốn ly hôn với cô ta giờ lại nghĩ nếu làm vậy thật không biết người đó còn có thể tiếp tục sống ở bến thượng hải nữa không anh ta không nỡ để cô chết nhưng cũng không muốn ở bên một người phụ nữ bó chân không hề có chút chủ kiến nào như vậy trong lòng anh ta rất mâu thuẫn đứng sững trước cửa một lúc mới lên tiếng uyển thanh đừng khóc tiếng khóc trong phòng im bặt người trong phòng có vẻ rất kích động mất một lúc mới ra mở cửa đôi mắt cô như cười lấp lánh ánh sao giống một con cún con chỉ có duy nhất mỗi anh ta thiếu ra diệp trần vui vẻ gọi rồi như nghĩ đến điều gì đó mặt cứng lại trần tiểu thư ổn rồi chứ ổn rồi lục minh gật đầu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa mới khóc của cô đứng ngoài cửa hỏi vừa nãy cô tìm tôi làm gì vậy à là để nói chuyện diệp trần cúi đầu lý nhí nói em biết anh thích trần tiểu thư nhưng anh cũng phải nghĩ cho cha một chút ít nhất lúc ăn cơm cả nhà phải ngồi ăn cùng nhau. Hay là anh dẫn Trần Tiểu Thư tới ngồi cùng đi. Đừng vì Trần Tiểu Thư mà không dùng bữa cùng cha. Tôi biết rồi, Lục Minh gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ cô vừa bị ngã. Nhíu mày hỏi, ngã có đau không? Diệp Trần ngẩn ra rồi liền đó liền hiểu ra anh ta đang hỏi gì. Dịu dàng cười, không à? Là không thật, cô cố ý để mình ngã nên lúc ngã đã áng chừng trước lực va chạm. Trần song song giả bệnh. Cô giả ngã, so vẻ yếu đuối chứ gì. Cô cũng biết, nhưng Lục Minh không biết. Vậy nên nghe cô bảo, không à? Trong đầu liền tự động tưởng tượng ra một cô gái nhu nhược giấu hết mọi ấm ức trong lòng. Lục Minh thở dài, thấy tủi thân thì cứ nói ra. Có gì phải giấu chứ? Nhưng mà, Diệp Trần cười cay đắng. Tủi thân nói ra rồi thì vẫn cứ tủi thân. Chỉ càng thêm thấy tủi thân hơn mà thôi. Nói xong, Diệp Trần quay đầu đi vén lọn tóc ra sau tai dưới ánh đèn đôi mắt vừa khóc của cô hơi tấy đỏ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng thay cô nhìn xa xăm nói tiếp chẳng bằng không nói ra thì còn có thể nghĩ mình không ấm ức chẳng qua là mình chọn nhẫn nhịn chứ không phải bị ép phải nhẫn nhịn nghĩ vậy ít nhiều trong lòng cũng sẽ thấy thoải mái hơn một chút thiếu gia nói có phải không cô đưa mắt nhìn lục minh bất giác trong lòng anh ta bỗng trào dâng xúc động, Diệp Trần hơi khom người như những tiểu thư chi thư đạt lễ trong nhà các quý tộc triều Thanh. Hòa nhã nói: "Đêm khuya rồi, thiếu gia hãy về đi." Nói xong liền đóng cửa lại, trước nay cô chưa từng cự tuyệt anh ta, giờ làm như vậy, rõ ràng là bị tổn thương. Lục Minh nóng ruột đè cửa lại, nói với cô tôi sẽ đòi lại cho cô. Diệp Trần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ta. Lục Minh kiên định nói, tuổi thân của cô sẽ không phải chịu không? Nói xong, Lục Minh liền buông tay ra, quay lưng đi mất, anh ta gọi quản gia tới dặn, mai đưa Trần Tiểu Thư tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Nhớ nói rõ với bác sĩ, bệnh tình của Trần Tiểu Thư rất nghiêm trọng, phải giật điện nhiều một chút mới được, quản gia ngẩn người ra rồi mới hiểu ý của Lục Minh. Ông ta hít sâu một hơi cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ khi lục minh cứu trần song song. Ông ta cứ nghĩ mãi hai nhà lục trần vốn không có gì. Tại sao lục minh lại cứu trần song song chứ? Hóa ra là để trả thù. Quả nhiên là ông chủ. Viên quản gia liền vui vẻ đi gọi điện cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Còn Diệp Trần, vừa đóng cửa lại liền chùi sạch nước mắt. Khoan khoái nói với ba tám, nhanh. Bật tivi đi, đưa cho tôi chút hạt dưa nào còn chưa nói hết bên ngoài lại có tiếng lưu thư gọi khẽ thiếu phu nhân hướng nam đến tìm cô báo là hồng ra hẹn cô tối nay tới gặp có chuyện quan trọng diệp trần thở dài ừ một tiếng rồi thay một bộ quần áo rộng rãi đeo mặt nạ vào nhân lúc tối trời liền trèo tường ra ngoài vội vàng tới hồng phủ lúc tới hồng phủ hồng xanh đang tổ chức cho rùa và thỏ chạy đua diệp trần đi vào ông ta đưa lưng về phía cô xem rùa và thỏ chạy giọng đều đều dạo này không làm sao tìm ra được cô tôi không vui mấy đâu đấy à tôi có chút việc khá là bận mới hôm qua người của đạo môn báo tin cho ta lục minh đã khống chế được lượng sát môn trong tay rồi nói xong hồng xanh quay đầu lại đang định nói tiếp thì bỗng dừng lại diệp trần khó hiểu gọi ông ta hồng ra hồng xanh nhìn đăm đăm vào đôi mắt đằng sau mặt nạ mặt đanh lại, cô khóc, dạ, cái này quan trọng lắm sao? Ai làm? Hồng ra, Diệp Trần ho một tiếng. Tôi thấy chúng ta nên nói tiếp chuyện chính sự đi. Được, Hồng Xanh gật đầu, cô lập gia đình chưa? Diệp Trần, Hồng Xanh bị ấm đầu rồi à? Diệp Trần nghiến răng từng chữ chính. Sự, đây là chính sự, vậy tôi về đây, vừa nói rất lời. Hồng Xanh liền ra đòn, túm vai Diệp Trần diệp trần dùng chiêu ném qua vai vật đối phương xuống sàn hồng xanh nương theo lực kéo diệp trần sát lại gần mình đưa tay tháo mặt nạ của cô ra ông ta ra tay quá nhanh ngay cả diệp trần cũng không nhìn rõ được động tác tay của ông ta khoảnh khắc khuôn mặt diệp trần xuất hiện trước mắt hồng xanh đôi mắt ông ta ánh lên vẻ ngỡ ngàng vì quá đẹp sau đó nước da trắng dần dần bối rối ửng hồng lên diệp trần hơi cáu cười gần một tiếng, hôm nay Hồng Gia có ý gì vậy, à, thì quan tâm một chút. Cuộc sống của cấp dưới thôi. Hồng Xanh nói hơi ngắc ngứ. Diệp Trần không để ý chi tiết nhỏ đó. Cô nghiến răng nghiến lợi đáp, Hồng Gia. Nếu đây là chính sự ông nói. Vậy tôi sẽ không đến lần nữa đâu. Tất nhiên là có chính sự thật sự, Hồng Xanh nhìn chăm chú vào khuôn mặt Diệp Trần. Không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào tay vẫn còn cầm mặt nạ của Diệp Trần không chịu trả. Nói xong chuyện chính sự, ông ta lạnh mặt nói, ta muốn giết Lục Minh. Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ khiêu khích nghe nói thân thủ của hắn rất khá. Cô có được không đấy? Tác giả có chuyện muốn nói. Diệp Trần, ô, không được. Hồng xanh, vì sao? Diệp Trần, trả lời câu hỏi lúc nãy của ông. Hồng xanh, Diệp Trần, tôi lập gia đình rồi. Anh ta là chồng tôi hồng xanh sao chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giết lục minh diệp trần ngẩn người rồi sau đó lại thấy buồn cười hồng xanh bảo cô giết lục minh có khác gì quân ta lại đánh quân mình người một nhà không nhận ra nhau nhưng cô không thể nói thẳng tẹt ra vậy được đành hắn khẽ một tiếng rồi nói hồng ra đang nói tới cậu con trai của lục tam ra sao lục minh đáng để ta bảo cô giết còn có thể là ai nữa ờm diệp trần gật đầu rồi thở dài bảo vậy hay là thôi đi tôi không muốn giết hồng xanh lấy làm lạ tại sao không muốn diệp trần lấy lại mặt nạ từ chỗ hồng xanh nói rất nghiêm túc đàn ông trông đẹp trai tôi đều không muốn giết cô nghiêm túc đấy à hồng xanh cau mày diệp trần đeo mặt nạ lên giấu đi biểu cảm của bản thân lúc này gật đầu đáp không phải vạn bất đắc dĩ tôi sẽ không động tới lục minh còn nữa cô nhìn hồng xanh cả ông cũng đừng động tới diệp trần hồng xanh đanh mặt tôi cho cô nhân thủ cho cô tiền tài nuôi cô dưỡng cô phải chăng cô đã quên ai là chủ rồi hả hồng ra diệp trần bình thản đáp tôi e là ông đã quên ông cho tôi người và tiền đều là cho mượn một năm sau tôi sẽ phải trả bạc và người lại cho ông sở dĩ ông cho tôi mượn là vì tôi ra mặt thay ông làm kẻ đứng mũi chịu sao giết cả nhà trần gia trừ bỏ mối lo trong lòng thay ông tôi giết trần gia cũng không phải là không phải trả giá những kẻ trung thành với trần gia đến nay vẫn còn ghi thù lên đầu tôi đây này nói xong giọng diệp trần thấp thoáng ý cười trần kiều chết ông có được một con rối làm việc cho mình ở bến thượng hải giữa tôi và ông là đôi bên cùng có lợi đừng nói như thể ông ban ân cho tôi như vậy hồng xanh im lặng diệp trần nói không sai nhưng ông ta vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng ông ta không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này cúi đầu cười bất lực nói được rồi không giết thì không giết nhưng quy củ vẫn phải giữ ra mặt thay ta đi quy củ của bến thượng hải là ai chiếm địa bàn của ai hồng xanh mặc kệ nhưng tất cả những kẻ chiếm giữ địa bàn ở bên Thượng Hải đều phải nộp một phần bạc cho Hồng Xanh. Ví như Diệp Trần hàng năm phải nộp cho Hồng Xanh 10%, những người khác là 5%. Phẩy chấm phẩy chấm, còn Lục Minh, từ khi tiếp quản người của Lục Tam gia và lượng sát môn tới nay. Thậm chí còn chưa từng tới bái phỏng Hồng Xanh. Cứ từ từ đã, Diệp Trần đáp, có bạc tới tay, không phải ông vẫn luôn mặc kệ chuyện của đám người chúng tôi hay sao? gần đây tôi đang vội. Chờ qua dịp này, tôi sẽ dạy dỗ anh ta giúp ông. Được, Hồng Xanh mỉm cười. Vậy, hai tháng nữa, ta sẽ mở tiệc ở Hồng Hội Quán. Vâng, Diệp Trần gật đầu, cúi chào rồi ra về. Lúc cô về tới phòng, trời đã sắp hừng đông. Rửa mặt, chải đầu qua loa liền chui vào ổ chăn. Vừa mới hơi tinh tỉnh một chút liền thấy lưu thư mắt sáng rực ngồi ngay cạnh giường làm cô giật nảy mình diệp trần lau mặt cho tỉnh ngủ rồi hỏi em làm gì thế thiếu phu nhân đã biết gì chưa chưa biết chị chẳng biết gì hết hôm nay trần tiểu thư bị thiếu gia đưa tới bệnh viện tâm thần thanh sơn bảo là để chữa bệnh dùng liệu pháp điện giật nghe nói sẽ khỏe lên sau dăm ba lần giật điện diệp trần thật không biết lục minh đưa trần song song đi chữa bệnh hay là đi trả thù nữa rõ ràng lưu thư cũng nghĩ giống diệp trần mặt hiện dành dành cảm giác vui sướng khi thấy người gặp họa chỉ còn thiếu nước chưa phá lên cười diệp trần đẩy người cô ta một cái đứng dậy hỏi họ đã về chưa trần tiểu thư khỏe chứ để chị đi xem thử phát xem nào nói đoạn diệp trần liền dẫn người đi thăm trần song song trần song song bị điện giật một buổi sáng xong thì ngoan ngoãn hơn nhiều không bao giờ còn dám giả điên giả khùng nữa Cún cút đi theo sau Lục Minh như chú chim non, trên tinh thần đánh một gậy lại cho một cái kẹo. Trên đường về, Lục Minh không tiếc lời dỗ dành Trần Song Song. Dùng trình độ diễn xuất bậc thầy khiến Trần Song Song tin sái cổ rằng anh ta thật lòng quan tâm nên mới đưa cô ta đi bệnh viện. Lúc Diệp Trần tới thăm, Lục Minh đang đút cho Trần Song Song ăn gì đó. Cô vào ân cần hỏi thăm Trần Song Song một lúc rồi ra về. Lục Minh không đi theo diệp trần cũng không thấy có vấn đề gì tối đó lục minh tới chỗ cô nói chuyện hàn huyên nhìn vẻ len lén mừng thầm của cô trái tim anh ta bất giác mềm ra uyển thanh tôi cho cô đi học nhé diệp trần nghĩ đi học cũng tốt vậy thì không cần phải lần nào cũng trèo tường nữa cô rụt rè gật đầu thiếu gia thích em sẽ đi không phải tôi thích ôi thôi thôi lục minh biết có nói cô cũng không hiểu nên dặn sau này cô sẽ hiểu hôm nay tôi đã dặn quản gia đi lo liệu rồi cô sẽ bắt đầu đi học kể từ ngày mai lúc ở trường cô là tống uyển thanh không phải lục thiếu phu nhân các bạn học nữ khác sinh hoạt thế nào thì cô cũng sinh hoạt thế ấy nhé em nghe theo thiếu gia vậy là sáng sớm ngày hôm sau diệp trần bị lục minh lôi cổ ra khỏi giường lúc chui vào xe diệp trần vẫn còn đang lơ tơ mơ lâu lắm cô không phải dậy sớm như vậy rồi lục minh nhìn thấy buồn cười diệp trần trông rất ra dáng một tiểu thư khuê các không ngờ lại là người thích ngủ rốn đã đến giờ đi học rồi mà vẫn còn mơ màng đến tận trường rồi diệp trần mới sực nhận ra ngơ ngác hỏi thiếu gia đưa em đi học à đưa đi học gì chứ lục minh nhoẻn cười tôi là giáo viên ở đây diệp trần gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ đã làm xã hội đen rồi sao còn muốn tiếp tục làm thầy giáo làm hại con em người ta chứ nhưng câu này không thể hỏi ra miệng được lục minh đưa cô tới cửa phòng học rồi phải đi lên lớp của mình trường của diệp trần là trường trung học trực thuộc đại học lục minh giảng dạy cô ngần này tuổi rồi mới đi học trung học đúng là hơi lỡ lứa không ngờ vào lớp rồi diệp trần mới nhận ra ở thời này phụ nữ tầm tuổi cô mới đi học không hề ít Diệp Trần vào lớp ngồi hết ngày thì về. Vừa ra khỏi lớp liền thấy ngay Lục Minh đang đứng ngoài chờ mình. Lục Minh mặc âu phục, khoác ngoài một chiếc áo chen cốt màu nâu nhạt, quấn khăn quàng cổ, ôm sách đứng ở cửa. Nhìn là biết đang đợi người, sao chen cốt áo khoác đi mưa. Ra đời ở phương Tây vào đầu thế kỷ 19, vậy nên vào thời kỳ này. Đây là một mẫu áo rất Tây, rất thời thượng, lịch sử của chen cốt. Mẫu chen cốt đầu thế kỷ 20, ở trường trung học. Không có mấy người biết Lục Minh nên không có ai chào hỏi anh ta. Diệp Trần đi tới chỗ Lục Minh. Anh ta cười bảo, về nhà thôi. Diệp Trần im lặng nhìn nụ cười đó. Trong chớp mắt cô có cảm giác mình đã trở lại thế giới có cố gia nam. Cậu thiếu niên cưỡi xe đạp đứng chờ cô. Cầm hơi hách lên mang theo cái vẻ nửa kiêu ngạo. Nửa ngây ngô của người trẻ tuổi gọi cô, về nhà thôi lục minh thấy diệp trần ngây ra nhìn mình bèn đầy đầy tay cô gọi ngẩn người làm gì thế diệp trần cúi đầu nhoẻn cười huých mũi chân đá mấy viên đá dưới đường khe khẽ đáp thấy vui lục minh quay người đi trước diệp trần đi theo sau lục minh ngoái đầu nhìn cô bất giác thấy vui lạ lùng hễ nhìn cái cô gái ngốc nghếch ngố ngố như con thú nhỏ này là anh ta lại bất giác dỡ bỏ phòng bị có cảm giác như mình thực sự là lục minh của thế giới này. Đơn thuần và ngu ngốc, từ đó, hàng ngày lục minh đều đưa Diệp Trần đi học, tan học thì tới đón cô về. Hai người thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu chuyện phiếm, chịu ảnh hưởng của bản thể. Lục Minh cũng có hứng thú với văn vật từ tận đáy lòng. Đây cũng là một phần nguyên nhân anh ta tiếp tục ở lại trường dạy học. Trường này là một trong số ít các trường đại học có khoa khảo cổ tài nguyên của trường cực kỳ phù hợp để lục minh làm nghiên cứu hai người cùng đi cùng về như thế tất nhiên trần song song rất để bụng ngày nào cô ta cũng nhõng nhẽo với lục minh lục minh đều cười cười cho qua anh ta đã tìm ra cách đối phó với trần song song rồi kiểu con gái như trần song song không thể đối xử với cô ta quá tốt bởi vì cô ta sẽ được đà treo đầu treo cổ bạn cũng không thể đối xử không tốt với cô ta bởi vì cô ta sẽ hận bạn vậy nên cách tốt nhất là đánh một cái rồi lại cho một cái kẹo cô ta sẽ sợ bạn nhưng lại coi bạn là hơi ấm duy nhất có vậy cô ta mới thật lòng yêu bạn được lục minh áp dụng chiêu này vô cùng thuần thục trần song song càng ngày càng dính lấy anh ta để lấy lòng lục minh trần song song đã kể ra rất nhiều chuyện của trần gia mà cô ta biết ví dụ như cha cô ta giấu bảo vật ở đâu xử lý các loại văn vật như thế nào từ manh mối trần song song cung cấp lục minh đã cứu được rất nhiều văn vật sắp bị bán ra nước ngoài bởi vậy nên lục minh cũng đối xử tốt với trần song song hơn khi trần song song đề xuất được đi học trở lại lục minh liền thoải mái đồng ý trần song song vốn chính là học sinh của lục minh vậy nên buổi chiều tan học Diệp Trần liền trông thấy Trần Song Song và Lục Minh cùng đứng chung một chỗ với nhau ở nơi anh ta thường đứng chờ cô tan học. Diệp Trần không biết có phải vì chuyện tranh chấp địa bàn mà dạo này cô dễ nóng nảy hay không. Vừa thấy hai người đứng chung một chỗ với nhau, Diệp Trần liền thấy bực mình, cố gắng nặn ra nụ cười chào hỏi hai người họ rồi không nói thêm tiếng nào nữa. Suốt đường về, chỉ có trần song song và lục minh nói chuyện với nhau còn diệp trần chỉ im lặng đi theo lục minh nhìn diệp trần âm thầm dịch người lại gần phía cô định bắt chuyện với cô mấy câu nhưng còn chưa kịp nói ba người họ đã bất ngờ nghe thấy một giọng quen ồ diệp trần cứng người không dám quay đầu lại còn lục minh và trần song song thì lập tức ngoái nhìn lục minh nhíu nhíu mày trần song song trắng bệch mặt lập cập gọi hồng Hồng ra, còn nhận ra ta, hồng xanh gật gù. Không tồi, nghe thấy danh sưng, hồng ra. Lục Minh tất nhiên biết người tới là ai. Trong nháy mắt, anh ta lập tức cất hết cái vẻ thư sinh của một thầy giáo. Cúi đầu chào, hồng ra. Lục thiếu ra, hồng xanh cười. Lần đầu gặp mặt, đường đột rồi. Chưa tới bái kiến hồng ra là sai sót của Lục Minh. Ngày khác Lục Minh nhất định đăng môn bái phỏng. Mong Hồng ra thứ lỗi, Lục Minh khách sáo đáp lời. Ngầm đoán xem ý đồ của Hồng Xanh là gì. Hồng Xanh cười giả là phẩy tay, chuyện nhỏ thôi. Hôm nay ta cố ý đến đây để mời cậu. Hai tháng nữa là sinh nhật của ta. Có bày một bữa tiệc rượu nhỏ. Mong Lục thiếu ra nể mặt cho. Nói xong, Trương Hì đưa thiếp mời tới tay Lục Minh. Lục Minh mở thiếp xem ngày giờ. Hồng Xanh nhìn bóng lưng Diệp Trần cứ thấy quen quen bèn hỏi vị này là à vị này lục minh bấy giờ mới để ý thấy diệp trần không hề quay đầu lại bèn kéo góc áo cô diệp trần đành phải máy móc quay người lại cho lục minh giới thiệu vị này là thái thái của tôi hồng xanh nhìn chằm chằm diệp trần không nói gì đôi mắt lạnh đi diệp trần cúi đầu che lấp cảm xúc của bản thân thỏ thẻ nói xin chào hồng ra giọng nói ấy yểu điệu yếu mềm làm hồng xanh sợ dùng cả mình một tháng đổ lại đây diệp trần đang bận tranh cướp địa bàn với người ta thủ đoạn của cô vừa ác vừa hiểm sách đao lên liền tới luôn có thể coi là một nữ côn đồ ngang ngược hiếm có còn hung mãnh hơn cả hồng xanh năm xưa vậy nên thấy diệp trần trong cái dạng này hồng xanh thấy đau ê cả răng ông ta dừng dòng suy nghĩ lại chào hỏi diệp trần như bình thường hàn huyên với lục minh thêm chốc lát rồi đi hồng xanh vừa đi trần trần song song liền nhũn như chi chi tựa người vào người lục minh diệp trần đứng bên cúi đầu giết thời gian nhưng cảnh tượng này ở trong mắt hồng xanh lại là con chó nhỏ nhà mình nuôi bị người ta bắt nạt hồng xanh sầm mặt trương hì đi kế bên hỏi khẽ ra ra vẫn còn cơ hội đấy tình cảm của họ không tốt đâu ngậm miệng hồng xanh trừng mắt trương hì nhún nhún vai không nói thêm nữa diệp trần đi theo lục minh về suốt đường không nói tiếng nào lục minh để ý thấy đưa trần song song về xong bèn quay lại hỏi cô nàng diệp trần nãy giờ vẫn lẳng lặng đi theo mình cô không vui à diệp trần ngơ ngác ngẩng đầu lên lục minh nhoẻn cười đi tôi dẫn cô đi ăn gì đó nhé dạ diệp trần bị bất ngờ thật không ngờ lục minh lại dùng chiêu này lục minh dẫn diệp trần đi lang thang khắp các con đường anh ta giống như một đứa trẻ vậy. Giới thiệu cho cô biết bao nhiêu là đồ ngon. Dẫn cô đi xem kính Tây Dương. Kịch chiếu bóng, sao kính Tây Dương, tiếng Trung, Si Yang Trinh, một trò giải trí đơn giản ngày xưa trước khi có phim chiếu rạp Dựa trên nguyên tắc quang học để phóng đại các bức ảnh đặt sau thấu kính. Được du nhập từ phương Tây vào Trung Quốc, kính Tây Dương là cách gọi trò này ở Thượng Hải người miền bắc gọi nó là phim lạp dương hoặc là ảnh tây dương sau kịch chiếu bóng tiếng trung piing si đi ngang qua một tiệm chụp ảnh lục minh dắt cô vào sợ diệp trần sợ bèn giải thích cô đừng sợ thứ này không hút mất hồn phách đâu diệp trần thầm xem thường trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như sợ lắm hai người ngồi cạnh nhau thợ chụp ảnh dơ một thứ gì đó đen đen hào hứng bảo nhìn vào ống kính nào một hai ba đếm đến ba diệp trần nghiêng đầu về phía vai của lục minh giống như muốn tựa lên vai anh ta đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người họ cho dù cô không mấy thích nhân vật phản diện ở thế giới này nhưng cô vẫn hy vọng có thể lưu giữ lại một tấm hình tình cảm lục minh để ý thấy hành động của diệp trần không hiểu tại sao trái tim bỗng mềm đi tựa như cũng có thể hiểu được niềm hy vọng này của đối phương trong lòng anh ta cũng mơ hồ có chút hy vọng. Vây là, Lục Minh nắm lấy tay cô, Diệp Trần ngạc nhiên quay sang nhìn. Lục Minh cười bảo chụp thêm tấm nữa nhé. Diệp Trần hiểu ý, dịu dàng tựa vào đầu vai anh ta. Hai người nắm tay nhau, cùng mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Bụp một tiếng, khoảnh khắc ấy đã được lưu lại trên màn ảnh lục minh cho tiệm chụp hình địa chỉ rồi cùng diệp trần đi về sao ngày xưa chụp ảnh không thể lấy ngay mà thợ ảnh còn phải có thời gian rửa ảnh phẩy chấm phẩy chấm còn giận nữa không lục minh quay sang hỏi diệp trần diệp trần vội lắc không giận vui chứ vui tống uyển thanh lục minh mỉm cười nhìn cô trần song song không còn tung hoành được bao lâu nữa đâu vậy nên hãy tin tưởng tôi nhé vâng diệp trần gật đầu thật mạnh Lục Minh nhìn cô gái đơn thuần tin tưởng anh ta trước mặt. Bất giác rất muốn ôm cô. Nhưng anh ta không làm vậy. Lục Minh chỉ quay đầu đi. Bảo cô, về thôi. Diệp Trần vui vẻ đi theo anh ta. Nhìn người đàn ông cao giáo đi đằng trước. Nếu có người sắp va phải. Anh ta sẽ cản. Kéo cô dịch người đi. Để cho cô một khoảng trống. Trong khoảnh khắc hơi ấm của anh ta ua tới. Diệp Trần bỗng rất muốn nắm lấy tay đối phương cô nghĩ thế nào liền làm y thế đó mới đầu đối phương có vẻ là bị giật mình quay đầu nhìn nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô hai gò má của anh ta bỗng đỏ bừng quay vội đi không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng diệp trần đang định rút tay về thì ngay lúc đó lục minh lại nắm ngược lại tay cô về nhà nào anh ta khẽ nói diệp trần cúi đầu đáp vâng sau đó không ai nói thêm câu nào nữa hai người nắm tay nhau đi về về được tới nhà lòng bàn tay cả hai đều đã mướt mải mồ hôi hai người ngủ ở hai phòng riêng lục minh đưa cô về tới cửa phòng mới buông tay ra diệp trần chào tạm biệt rồi về phòng lục minh bỗng giữ cửa lại tống uyển thanh lục minh nhìn cô nói một câu khá khó hiểu cho tôi chút thời gian diệp trần ngẩng đầu chẳng hiểu ra sao lục minh xoay người bỏ đi trên hành lang 666 nhác ký chủ, tim anh đập hơi nhanh một chút, ngậm miệng, rửa mặt xong, lên giường nằm, Lục Minh bắt đầu nghĩ ngợi, anh ta thấy chắc mình bị điên mất rồi, vốn chẳng qua là thấy, Tống Uyển Thanh không vui, vốn chỉ muốn dẫn cô ấy đi chơi như dỗ một đứa trẻ con, thế quái nào mà lại nắm tay con gái nhà người ta về vậy? Lại còn nắm rõ vui, thích tới nỗi không nỡ buông tay luôn. Lục Minh thấy thật hổ thẹn, rõ ràng chính anh ta đã biết bao lần khẳng định là không thích cơ mà. Ký chủ thấy Lục Minh trằn trọc ngủ không yên, 666 nhẹ nhàng mời chào, "Thuốc ngủ, mua không, Lục Minh?" Từ hồi 666 thăng cấp kho thương phẩm là lúc nào cũng tranh thủ giới thiệu cho anh ta mua thứ nọ thứ kia. Thật giàu lòng quá, trong lúc Lục Minh trằn trọc không yên giấc thì tâm trạng diệp Trần lại tốt hơn nhiều rửa mặt đánh răng ngủ sáng hôm sau dậy liền vui vẻ tới trường căn cứ vào biểu hiện của lục minh diệp trần cơ bản có thể đoán ra lục minh muốn lợi dụng trần song song làm chuyện gì đó tuy vậy không có nghĩa là cô bằng lòng nhìn cảnh hai người họ tình tự với nhau vậy nên diệp trần chọn cách một mình đi học trước buổi sáng thức dậy lục minh liền nghĩ ngay tới chuyện đưa diệp trần đi học viên quản gia ân cần báo lại thiếu phu nhân đã đi trước một mình rồi lục minh bị bất ngờ rồi liền đó lại cảm thấy hơi hụt hẫng hôm nay anh ta mới biết hóa ra tổng uyển thanh cũng không phải nhất định cần mình đưa tới trường cô ấy có thể tự mình đi không cần người khác phải lo lắng giữa lúc lục minh đang chìm trong hụt hẫng thì diệp trần vui vẻ lên lớp ngồi học lúc ở trường là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong ngày không cần phải đối mặt với bất kỳ chuyện phiền não nào tuy nhiên khi chuông vào lớp tiết học cuối reo lên diệp trần vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hồng xanh trên bục giảng sau đó cô hóa đá chào cả lớp vì thầy chu có việc bận nên từ nay tôi sẽ là thầy dạy môn quốc văn của các em thầy họ hồng tên chỉ có một chữ trần cả lớp cười vang sao vì tên thầy đồng âm với từ hồng trần phẩy chấm phẩy chấm hồng xanh thản nhiên như không đưa mắt nhìn diệp trần diệp trần biết người này tới đây là nhắm vào mình cô làm bộ không quen biết hồng xanh hai người nghiêm túc sắm vai thầy giáo học sinh đến giờ tan học hồng xanh bỗng gọi diệp trần bạn học gì ơi diệp trần thót tim hồng xanh nhìn cô như cười như không lên lớp lại ngồi thất thần đang nghĩ gì vậy tan học tới văn phòng thầy một chuyến nhé diệp trần tan học Diệp Trần ngoan ngoãn tới văn phòng của Hồng Xanh. Nói là văn phòng của Hồng Xanh nhưng nó là một căn phòng độc lập. Diệp Trần ngoan ngoãn đi vào. Ngoan ngoãn chào thầy. Hồng Xanh bật cười. Cầm chén trà lên bảo. Bảo sao cô không giết Lục Minh. Hóa ra là vì sợ phải thủ tiết. Diệp Trần náu thinh. Hồng Xanh trao mày. Sao? Lục. Thiếu phu nhân không thèm nói câu nào với Hồng mỗ sao? Nói à? ông tới chỗ này làm thầy giáo làm cái gì vậy thú vui cuộc sống hồng xanh nhấp một hớp trà rồi bảo lục minh có vẻ đối xử với cô không tốt cũng được diệp trần nhíu mày nghĩ nghĩ rồi bảo có việc thì nói nhanh lên lục minh còn đang chờ tôi về cùng tôi chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô trần song song nhìn rất ngứa mắt mau xử đi tôi hiểu diệp trần gật đầu hồng xanh lại nói còn nữa gì Cô là vợ của Lục Minh khiến tôi phải lo lắng. Hồng Xanh thổi mặt chén trà. Diệp Trần trột giả. Cô hiểu ý của Hồng Xanh. Cô là vợ của Lục Minh lại dùng người của ông ta để khuếch trương thực lực của mình. Sau này đứng vững gót chân rồi lại quay ra liên thủ với Lục Minh sẽ là một mối uy hiếp lớn đối với Hồng Xanh. Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi gật đầu, ông yên tâm. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Nói xong, cô liền bỏ đi, ra tới ngoài cổng. Diệp Trần gặp Lục Minh đang đứng một mình dưới nắng, hai tay đút túi chờ cô. Diệp Trần ngạc nhiên, Lục Minh thẳng người lên, mỉm cười hỏi, "Sao hôm nay tan muộn vậy? À, bị thầy giáo gọi lên văn phòng, ô, Lục Lương ngạc nhiên. Cô bao tuổi rồi, sao còn để bị gọi lên văn phòng thế? Tại vì em ngồi trên lớp không tập trung." Lục Minh thấy vẻ mặt khô lời của Lục Minh diệp trần bỗng nghĩ tới một chuyện khác trần tiểu thư đâu à tôi bảo người đưa cô ấy về trước rồi tại sao tại vì hai tay lục minh cọ trong túi quần đi lên trước thản nhiên nói tại vì cô không thích cô không thích thì bỏ đi vậy nghe xong câu trả lời của lục minh tim diệp trần đập nhanh hơn một chút cô cúi đầu đi lên trước sóng vai cùng lục minh lục minh đưa tay nắm lấy tay diệp trần tôi đã suy nghĩ suốt một tối lục minh cúi đầu nắm tay diệp trần lòng hơi căng thẳng chúng ta bạn học tống còn chưa kịp nói hồng xanh đã chạy vội đến từ phía sau gọi diệp trần lại diệp trần và lục minh đồng thời quay đầu lục minh nhíu mày hồng xanh đi tới gần diệp trần đặt lá thư vào tay cô hòa nhã nói thư em đánh rơi ở chỗ tôi hồng ra lục minh âm thầm tách diệp trần ra xa hồng xanh nghiêm mặt hỏi. Ngài đây là, à tôi dạy học ở đây, hồng xanh chỉ vào tòa nhà dạy học ở sau lưng. Bổ sung thêm một câu, là thầy giáo dạy quốc văn của cô Tống. Lục Minh sững ra, ngạc nhiên hỏi, sao ngài lại có hứng thú làm thầy giáo vậy? Ồ, hồng xanh lạnh nhạt nhìn xuống đôi bàn tay hai người đang nắm nhau. Đáp rất tự nhiên, là thú vui cuộc sống. Đáp xong, hồng xanh liền đi luôn lục minh cau mày nhìn sang tống uyển thanh đứng bên hôm nay anh ta mới để ý thực ra tống uyển thanh rất xinh đẹp bỏ qua cảm giác đáng yêu chủ quan của cá nhân anh ta bản thân tống uyển thanh cũng rất thanh tú mày liễu mắt hạnh mặt trái xoan lông mì vừa dài vừa dày đôi môi biết cười cười lên ngọt như kẹo khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu lục minh bất giác có cảm giác nguy hiểm anh ta bỗng ý thức được một chuyện tống uyển thanh gả cho anh ta là vì mai mối nói vậy cô ấy có thực sự thích mình không anh ta không dám chắc vậy nên lời ban nãy định nói ra đành giữ lại trong lòng bàn tay đang nắm tay diệp trần nửa muốn buông ra nửa lại luyến tiếc diệp trần thấy đối phương là lạ bèn quay sang hỏi anh sao thế ồ không có gì đâu lục minh mỉm cười tôi biết một nhà hàng hải sản rất ngon cô có muốn đi thử với tôi không muốn Diệp Trần gật đầu ngay tắp lự. Hàng hái đi theo Lục Minh đi ăn hải sản. Lục Minh là người chu đáo. Trước lúc ăn bất kỳ món gì đều cẩn thận thử trước độ nóng cho cô. Lúc ăn tôm thì bóc vỏ. Lấy sạch chỉ đen rồi mới đưa cho cô. Lúc ăn cua thì giúp bóc vỏ. Lấy gạch và thịt cua giúp cô. Tay Lục Minh rất đẹp. Trông như một miếng ngọc trắng được điêu khắc. Mài rũa cẩn thận. Diệp Trần say sưa nhìn anh ta làm từng thao tác nhỏ. Vừa ăn vừa ngắm, có cảm giác như đang ở trên thiên đường. Cuộc đời không còn đòi hỏi gì hơn. Cô nói lại lời này cho ba tám nghe. Ba tám căng thẳng hỏi, gần đây trong siêu thị mới có bày bán thuốc chống trầm cảm. Cô có cần không? Diệp Trần, cái cảm giác cuộc đời đã không còn gì luyến tiếc này rất nguy hiểm đấy. Rất giống dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Hay là làm một đợt điều trị xem sao? Cảm ơn mẹ nhà anh diệp trần ngồi ăn thả phanh không cần đếm điếc gì hết thấy ngon miệng là cứ thế ăn mãi ăn tới mức gần như không đứng thẳng nổi nữa lục minh dùng bữa với cô mấy lần đã phát hiện ra cái thói này nên trong lúc ăn luôn chú ý để mắt tới cô thấy cô ăn đã hòm hòm rồi là phải can ngay đừng ăn nữa cô no rồi đấy diệp trần lắc đầu nguầy nguậy chưa đâu em vẫn còn ăn được nữa đừng ăn nữa em thực sự chưa no Vừa mới nói xong, Diệp Trần liền cảm giác có một bàn tay ấm áp áp nhẹ lên bụng mình. Cô ngẩn người nhìn Lục Minh. Lục Minh nghiêm túc nói, bụng cô đã tròn vo rồi. Diệp Trần không thể nói dối được nữa. Diệp Trần đành phải bỏ đũa xuống, hai mắt rưng rưng nhìn Lục Minh khiến anh ta bật cười hết cách cứ đi về đã. Nếu tối đói bụng, tôi sẽ làm sườn xào chua ngọt cho cô. Mắt Diệp Trần lập tức sáng rỡ lâu lắm cô chưa được ăn đồ nhân vật phản diện nấu phải giữ bụng lại thôi tối nay bất kể thế nào cũng phải ép lục minh dậy nấu cho cô diệp trần gật đầu cái rụp ngoan ngoãn đồng ý lúc về thấy bên đường có rất nhiều quầy ăn vặt lục minh hỏi diệp trần muốn ăn không diệp trần nghiêm trang đáp em no rồi không cần đâu lục minh nhìn cô rất nghi ngờ đến nửa đêm cửa phòng ngủ của anh ta bị người ta đập ầm ầm Lục Minh díp mắt ngồi dậy đi mở cửa. Thấy Diệp Trần hào hứng đứng trước cửa. Vỗ vỗ bụng bảo em đói. Lục Minh, vì bữa cơm này, cô ấy thật là vất vả. Tay nghề của Lục Minh so với năm đó không giảm chút nào. Diệp Trần ngồi ăn say sưa. Lục Minh ngồi cạnh xem. Đôi mắt chứa chan dịu dàng. Uyển Thanh đang ăn ngon miệng. Lục Minh bỗng gọi tên cô làm Diệp Trần sợ giật bắn mình ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh ta thật đáng ngờ lục minh thấy diệp trần đang gặm dở một miếng sườn mép dính nước sốt mắt đầy cảnh giác thì phì cười lau sạch vết nước sốt cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi ngon chứ diệp trần gật đầu lía lìa lìa lục minh bật cười sau này tôi thường xuyên làm nó cho cô ăn nhé diệp trần gật đầu không một chút do dự ăn no nê xong diệp trần quay về đi ngủ lúc này cô bỗng nhận ra một chuyện lục minh dịu dàng như vậy không phải là vì có việc cần nhờ đấy chứ hay là lục minh lại thích cô một lần nữa định theo đuổi cô nghĩ đến khả năng này diệp trần liền hừ một tiếng không xử lý gọn ghẽ chuyện của trần song song cô tuyệt đối sẽ không đón nhận anh ta thế giới này lục minh còn chẳng dễ thương bằng hồng ra chỉ một bữa cơm đã tưởng mua chuộc được cô à ngây thơ Diệp Trần chép chép miệng, vẫn còn vị món sườn ăn khuya, giúp người trong ổ chăn ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Diệp Trần dậy sớm để đi học, mới ra tới cổng đã thấy xe của Hồng Xanh. Hồng ra, Diệp Trần lấy làm lạ. Hồng Xanh ngồi trong xe cười chào cô, ôn tồn nói tiện đường, cùng đi tới trường nhé. Diệp Trần cảm thấy Hồng Xanh tới tìm cô nhất định không phải chỉ đơn giản vì điều này. Uyển chuyển khách sáo mấy câu rồi lên xe. Vừa vào xe, Diệp Trần lập tức thay đổi thái độ. Nghiêm túc hỏi, Hồng ra có gì muốn sai bảo ạ? À? à, bài trên lớp hôm qua cô làm sai hai câu, Hồng xanh rút từ tập bài làm để bên cạnh ra bài của Diệp Trần. Thái độ nghiêm túc y hệt như một người thầy quan tâm học trò của mình. Tôi tính bổ túc cho cô một chút trên đường tới trường. Cô thấy thế nào? Diệp Trần, lục minh yêu văn vật thì thôi. Hồng gia à, ông có thể đừng say xưa sắm vai thầy giáo dạy quốc văn nhập tâm tới vậy không? Diệp Trần vừa đi chưa được bao lâu thì Lục Minh dậy. Vừa thắt cà vạt chuẩn bị ra ngoài vừa hỏi quản gia thiếu phu nhân đâu? Tôi đưa cô ấy, thiếu phu nhân đi rồi ạ. À? Quản gia thấp thỏm đáp. Lục Minh ngạc nhiên, sao sớm thế? Anh ta cứ tưởng mình đã dậy sớm lắm rồi. Quản gia ấp ốm, Lục Minh liền có trực giác có điều bất thường cau mày hỏi, ông muốn nói gì? Vừa, vừa rồi tôi vốn định đi chuẩn bị xe cho thiếu phú nhân thì có một chiếc xe đậu trước cửa. Người nọ hình như có quen biết thiếu phu nhân, bảo là tiện đường tới trường. Thiếu phu nhân nói với người đó mấy câu rồi lên xe đi mất. Lục Minh cảm thấy không thoải mái, cố nghĩ xem Tống Uyển Thanh quen ai. Có điều, kể ra thì, vốn dĩ anh ta cho cô ấy đi học là vì muốn cô quen được nhiều người hơn có thêm vài người bạn cũng tốt. anh ta còn đang nghĩ lung tung thì quản gia lại tiếp tôi thấy người nọ trông có hơi giống hồng gia. lục minh quay phát người lại. sự lạnh lùng trong đôi mắt khiến viên quản gia bất giác lùi lại một bước nhưng sao hồng gia có thể quen biết thiếu phu nhân được chứ? nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. không. lục minh thắt cà vạt chỉnh tề, mặc áo khoác vào, dằn cơn tức trong lòng xuống bảo. hồng gia giờ là thầy giáo quốc văn của cô ấy nói xong lục minh liền đi thẳng ra cửa ngồi vào xe tâm trí lục minh bắt đầu rối lên một mặt tự nói với bản thân tống uyển thanh chẳng qua chỉ giao thiệp bình thường một mặt lại cảm thấy đã tới tận cửa nhà đón người rồi ý đồ của hồng xanh thật quá rõ rành rành một mặt lo lắng không biết hồng xanh có phải vì phải lòng nhan sắc của tống uyển thanh nhân phẩm người này rốt cuộc có ổn không có phải chỉ định đùa bỡn cô ấy không? Một mặt lại suy đoán không biết có phải hồng xanh đang nhầm vào anh ta. Liệu có âm mưu quỷ kế gì? Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cảm thấy rất bức bối. Anh ta nghĩ, Tống Uyển Thanh là người vợ mình cưới hỏi đàng hoàng. Hành vi trắng trợn của hồng xanh thật đúng là khinh người quá thể. Thế rồi lại nghĩ, mình và Tống Uyển Thanh còn chưa bắt đầu xây dựng tình cảm cho dù mình là chồng hợp pháp của cô ấy thì cũng chỉ là hợp pháp trên danh nghĩa ngay từ đầu anh ta đã đưa cô ra ngoài biệt thự ở bảo cô đi học nói muốn bỏ cô giờ dường như cũng chẳng có tư cách gì để quản lý cô nữa càng nghĩ càng thấy khó chịu máy móc dậy hết một tiết cuối cùng không chịu nổi nữa lục minh bèn tới cửa lớp diệp trần đứng canh hôm nay diệp trần có hai tiết quốc văn Lục Minh nhìn Hồng Xanh và Diệp Trần ở trong lớp. Nhìn kiểu gì cũng cứ có cảm giác ánh mắt Hồng Xanh nhìn Diệp Trần là lạ. Nhất là khi cô cúi đầu viết bài. Ánh mắt đó cứ dán chặt lấy cô. Không rời phút nào. Nhưng Lục Minh cũng chẳng thể vì ánh mắt mà nói gì được người ta. Anh ta dựa người vào cửa. Lẳng lặng nhìn. Chờ mãi mới tới giờ tan học. Lục Minh vội vàng đi ra cửa lớp. Diệp Trần vừa ra thì thấy ngay Lục Minh đứng đó chờ mình tò mò ôm sách qua hỏi, sao anh đến sớm vậy? Trần Tiểu Thư đâu? Nụ cười của Lục Minh cứng lại trên mặt. Anh ta bỗng nhận ra. Hóa ra Diệp Trần từ lâu đã không còn để ý tới sự hiện diện của Trần Song Song nữa. Tim anh ta như bị dằm cắm vào. Mặt gượng gạo cười, tôi cầm sách giúp cô nhé. Nói đoạn liền đưa tay cầm sách từ tay Diệp Trần đưa qua. Hồng xanh đi ra, thấy cảnh này ông ta gật đầu chào lục minh rồi mỉm cười với diệp trần bạn học tống hẹn mai gặp lại nói xong hồng xanh liền đi luôn lục minh thấy hồng xanh đi xa rồi mới gọi diệp trần về đi vâng diệp trần tê cười gật đầu thái độ rất vô tư giống như không hề biết gì cả lục minh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết mình nên lấy tư cách gì để hỏi nặn cả buổi mới ra được một câu ở trường có vui không Vui à, Diệp Trần thích thú đáp, mọi người ở đây đều rất tốt. Tốt hơn nằm lì ở nhà nhiều, ô, Lục Minh đành phải nuốt lại đề nghị chuyển trường hoặc thôi học về mà nói. "Thế, quan hệ giữa Hồng Xanh với cô có vẻ cũng khá tốt nhỉ?" "Vâng, Hồng gia là người rất tốt." Diệp Trần giả vờ ngây thơ, "Em vốn nghĩ trình độ giảng dạy của thầy nhất định không giỏi. Nào ngờ Hồng gia lại là người từng đọc nhiều biết rộng như vậy." đâm thấu tim ai, cuối cùng lục minh cũng hiểu cảm giác như bị, dao đâm vào tim là thế nào rồi. Những lời định nói xấu hồng xanh đều phải nuốt ngược vào, tôi thấy có vẻ ông ấy đối xử với cô rất khác thì phải. Diệp Trần trột giả, sợ lục minh nhìn ra manh mối nào đó bèn phải lấp liếm ngay, đâu có. Thầy đối xử với mọi người đều như nhau. Thầy là người tính tình hòa ái vậy đó à? Hồng xanh, tính tình hòa ái, lục minh câm nín bà vợ nhà mình đúng là ngây thơ. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy ai đó ở bến Thượng Hải đánh giá như vậy về Hồng Xanh. Diệp Trần còn sợ Lục Minh không tin. Dối lòng thổi phồng sự tốt đẹp của Hồng Xanh lên. Lục Minh lặng lặng nghe. Càng nghe lòng càng ngổn ngang. Càng nghe dạ càng đắng ngét. Nhưng anh ta không ngắt lời cô. Thấy cô nói với vẻ đầy phấn chấn như vậy. Anh ta lại cảm thấy quá đẹp. Không nỡ cắt ngang diệp trần chém gió một thôi một hồi xong mới nhận ra hình như mình đã nói hơi nhiều bèn quay sang nhìn lục minh thấy anh ta im lặng nhìn mình nét mặt bình thản trong mắt có chút gì đó như là tủi thân diệp trần chớp chớp mắt anh sao vậy không có gì lục minh quay đầu đi hai người ngồi vào xe bên ngoài là cảnh phố phường tấp nập bên trong hai người lại yên lặng tới bất thường một hồi sau lục minh bỗng gọi cô tống uyển thanh diệp trần quay đầu sang nhìn xe đang chạy ánh nắng hắt vào trong xe lúc đậm lúc nhạt lục minh nhìn cô bỗng cảm thấy như là hư ảo người trước mắt chỉ là một giấc mơ có thể tan biến bất cứ lúc nào anh ta buột miệng hỏi liệu em có rời xa tôi không diệp trần không nói gì những thế giới đã qua hình như nhân vật phản diện luôn hỏi cô cùng một câu như vậy cô đã từng nói dối cũng từng thành thật trả lời giờ cuối cùng sau rất nhiều thế giới cô đã hiểu mỗi thế giới là một cuộc đời đời hoa sớm nở tối tàn nhân lúc còn khỏe mạnh cố sống thật tốt nhân lúc còn ở thế giới này hãy chân thành và sống đúng với ý mình vậy là đủ rồi diệp trần nghiêm túc nhìn anh ta trước đây em cho rằng cả đời này sẽ không xa thiếu ra nhưng giờ đã được nhìn thấy thế giới đã quen thêm nhiều người cuối cùng em cũng hiểu thiếu gia nói đúng thế giới này quá rộng lớn không có ai nhất định sẽ mãi mãi ở bên ai cũng không có ai là nhất định phải rời xa ai ngay lúc này em không muốn xa thiếu gia diệp trần dịu dàng nói vậy là đủ rồi lục minh hiểu ý đôi bàn tay bất giác cuộn chặt lại nhìn ra phía ngoài cửa kính nói nhiều như vậy chẳng qua em chỉ muốn nói với tôi em không biết phải vậy không từng ngỡ rằng tôi là bầu trời của em, giờ em đã biết thế giới này rộng lớn, em đã có thế giới của riêng mình rồi." Lục Minh nói xong, thấy lòng chua chát nhưng vẫn cố cười nói nốt, "Em hiểu được đạo lý này là rất tốt. Tống Uyển Thanh, em phải học cách yêu thương bản thân thật nhiều nhé." "Vâng." Diệp Trần thấy Lục Minh không nghi ngờ nữa bèn gật đầu thật mạnh. "Em biết, cảm ơn thiếu gia, em sẽ nghe theo lời thiếu gia bảo." nỗ lực học hành lục minh gật đầu không nói thêm gì nữa về tới nhà lục minh tiễn diệp trần tới cửa chẳng bao lâu sau trần song song cũng về tới cô ta vội vã đi tìm lục minh hậm hực hỏi sao anh không tự mình tới đón em anh có biết em đã chờ anh mãi không lục minh cảm thấy không thể nhẫn nại nổi nữa nhưng nghĩ tới thời cơ lấy được giáp cốt sắp tới anh ta còn phải nhờ trần song song nên hít sâu một hơi cười mà rằng anh dạo này có việc bận không tới trường trần song song có vẻ như cảm thấy mình đã nặng lợi nên giọng cũng mềm mỏng hẳn cũng chỉ tại em quá quan tâm anh anh hiểu lục minh quay mặt đi trần song song nhìn anh ta nắm tay siết chặt lục minh hiện giờ là cọng rơm duy nhất cô ta có thể bấu víu được mặc kệ là có yêu hay không cuộc sống thoải mái hiện giờ đều là nhờ có anh ta An toàn của bản thân cũng là nhờ có anh ta. Tất cả mọi thứ hiện giờ đều phải dựa vào anh ta. Cô không thể để mất người đàn ông này. Bất kể mọi giá, lục minh không thể hiện gì nhưng cô ta biết rõ. trong lòng lục minh có người khác, chỉ có một người đang yêu mới có thể có vẻ mặt vừa cô đơn lại vừa dịu dàng như vậy. cô ta không biết tại sao lục minh giữ mình lại nhưng đã giữ lại rồi thì cô nhất định phải có được anh ta. sáng hôm sau Lục Minh dậy sớm chờ Diệp Trần. Trời con chưa sáng, anh ta đã đứng dựa vào cây cột ở hành lang trước cửa phòng cô. Cúi đầu đọc sách, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu. Tay áo sắn cao, ngón tay lướt nhanh trên trang giấy. Đọc rất chăm chú, lúc Diệp Trần mở cửa ra. Những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày bắt đầu ló dạng sau lưng Lục Minh. Anh ngẩng đầu cười với cô, chào. Diệp Trần sững người rời mắt nhìn xuống tay anh mới sớm ra đã đến đây đọc sách cả à? chờ em mà lục minh đứng thẳng người lên gấp sách lại đi về phía cô tóc diệp trần cắm vào trong cổ áo anh đưa tay lấy ra sửa lại cổ áo một chút vuốt phẳng mấy nếp nhăn xong xuôi anh quay người đi gọi to nào đi ăn sáng diệp trần đi theo sau lưng lục minh nhìn nắng sớm chiếu trên hành lang chàng thành niên mặc sơ mi trắng áo di lê, tay cầm sách, đưa lưng về phía cô. Đi giữa ánh bình minh, cô tìm chuyện để nói, vừa rồi anh xem gì thế? Hà, à, xem một bài thơ. Hay không à, hay, Lục Minh quay đầu nhìn cô. Em muốn nghe không, có à? Diệp Trần ngửa đầu nhìn lên, không để ý bậc thềm dưới chân. Người bổ nhào về trước, Lục Minh đưa tay giữ cô lại. Bất lực bảo, cẩn thận một chút. Nói xong tay vẫn không buông ra diệp trần ngượng ngùng cúi đầu không phải bảo đọc thơ sao ạ à? ừ lục minh đọc giọng trầm ấm như tiếng kim cương rơi trên gấm vóc tao nhã mà hoa lệ hét in the heaven embroidered cloth in rod with golden and silver line the blue and the dim and the dark cloth of night and light and the half light You spread the cloth under your feet bắt y being poor have only me dream, I e have spread me dream under your feet. Chết softly because you chết on me dream. Sao bài, he wishes for the cloth of heaven của William Butler Yeats. Dịch thơ, bản nghe, giọng anh rất êm tai. Nhất là lúc nói tiếng Anh. Cho dù Diệp Trần nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy người đang nắm tay cô. Đọc thơ cho cô nghe. Nhất định là đọc một bài thơ rất đẹp. Lục Minh ngâm xong bài thơ quay sang nhìn cô, dễ nghe chứ. Diệp Trần gật đầu, thoải mái đáp nhưng em không hiểu. Không sao, Lục Minh bật cười. Dễ nghe là được, đọc bài em hiểu cho em nghe lại cảm thấy giả dối thế nào ấy. Có bản tiếng chung đấy. Em có thể đọc, nói xong, Lục Minh đưa sách cho cô xem, ít. Nếu anh có gấm vóc của thiên đàng. Vâng, Diệp Trần cầm quyển sách anh đưa. Cúi xuống mở ra xem. Trang đầu tiên, là bút tích rắn giỏi mạnh mẽ của anh để tên lục minh bên dưới để tặng uyển thanh vợ tôi diệp trần đưa tay sờ lên dòng chữ đúng lúc này bỗng có tiếng của trần song song bất ngờ vang lên hai người dậy sớm vậy diệp trần cứng người lục minh nhíu mày trần song song đi tới chen vào giữa hai người bảo với lục minh thầy lục chúng ta mau đi ăn cơm rồi đưa tống tiểu thư đi học thôi cô ta không gọi là lục phu nhân cũng không gọi là thiếu phu nhân. Cô ta coi Tống Uyển Thanh như thể chỉ là một người khách qua đường ở Lục Gia. Còn cô ta là chủ tiếp đón cô. Lục Minh mím môi, không đáp gì. Diệp Trần cúi đầu, cũng không nói gì. Ba người đi ăn cơm. Chỉ có Trần song song là luôn miệng díu rít. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng xe ô tô. Diệp Trần đứng dậy, hôm qua thầy Hồng có hẹn đưa tôi đi học. Tiện thể giảng bài cho tôi trên xe. Tôi đi trước đây." Nói xong, Diệp Trần liền đứng dậy đi. Trần Song Song gọi Tống Tiểu Thư, "Sách của cô?" Diệp Trần không quay đầu lại, "Đó không phải sách của tôi." Lục Minh im lặng, anh cúi đầu, tay run run, lặng lẽ ăn canh, chờ Diệp Trần đi rồi. Lục Minh nói với người hầu đứng bên, "Cất sách về phòng thiếu phu nhân đi, A Minh." Trần Song Song nhõng nhẽo, "Rốt cuộc lúc nào anh mới ly hôn với Tống Uyển Thanh vậy?" em không muốn gọi cô ấy là thiếu phu nhân dạo này anh đang vội tìm giáp cốt văn lục minh không còn kiên nhẫn với trần song song được nữa anh nói thẳng cô ấy bảo sẽ giúp anh tìm nếu quả thực tìm được thì anh nợ ân tình của cô ấy không thể ly hôn với người ta được song song thiệt thòi cho em rồi trần song song lập tức thay đổi thái độ cô ta thì tìm được gì chứ sao anh không nói chuyện này với em đi học đi lục minh lạnh giọng đứng dậy anh không đi diệp trần đi ra khỏi cổng lục phủ vào trong ô tô ngồi mặt mũi không còn dễ coi nữa hồng xanh nhìn diệp trần một cái hỏi sao ai chọc giận cô à diệp trần không đáp không phải người khác chọc giận cô là cô tự làm mình tức biết rõ lục minh với trần song song còn đang dây dưa lằng nhằng vậy mà lúc được đưa cho quyền thơ lại vẫn thấy vui hơn nữa chính cô lại không nhận ra tình trạng xa lầy từng bước này của mình. Nếu không phải Trần Song Song bất ngờ xuất hiện, e là cô sẽ không nhận ra được mình có tình cảm kỳ lạ với Lục Minh. Diệp Trần nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm nữa. Gần đây, vì tiếp quản địa bàn của Trần Gia và nuôi dưỡng người của mình mà Diệp Trần tốn không ít công sức. Hồng Xanh đã hẹn sẵn hàng sáng sẽ tới đón cô, tranh thủ bàn công chuyên ở trên xe cô vốn cảm thấy không ổn lắm định từ chối nhưng hồng xanh chỉ cần một câu đã khiến cô phải đổi ý không phải cô nói sẽ xử lý tốt quan hệ giữa cô và lục minh sao đã gia nhập vào dưới quyền hồng xanh thì tất nhiên không thể có suy nghĩ khác được diệp trần hiểu hồng xanh đang ép cô tách khỏi lục minh một người đàn ông chỉ cần còn chút cốt khí thì sẽ không đời nào chấp nhận được vợ mình qua lại thân mật với người đàn ông khác không ở cùng lục minh nữa đối với diệp trần cũng không phải là vấn đề gì lớn chỉ cần cô có thể bảo vệ được lục minh và giáp cốt vậy là đủ rồi nhất là tôi nghe nói phía đông bắc đã xa lầy rồi ông thấy chừng nào người nhật bản sẽ đánh tới thượng hải đây hồng xanh quay sang mỉm cười với diệp trần chắc là không lâu nữa đặt giữa thời đại này tình cảm dường như nhỏ bé vô cùng